nhóm gì? Nhóm múa. Bắt buộc chúng ta phải có tư duy nhóm múa. Chúng ta phải cài đặt đúng cái tư duy nhóm múa. À, mình đã nói rồi mà. Làm bất kỳ cái gì thì tư duy cũng phải là đi đầu. Đầu tiên muốn làm cái toán thì chúng ta phải đi học gì? Đó là điều chắc chắn rồi. À, muốn làm tài xế thì phải đi học tài xế để cài cái phần mềm nào cái tư duy đó. Cái bước tiếp theo là chúng ta phải giỏi về làm kinh doanh, là phải giỏi về năng lực về tiền. Năng lực về tiền nó có ba cái là năng lực kiếm tiền và năng lực bảo vệ những thành quả, những đồng tiền chúng ta làm ra, ok không ạ? Và năng lực làm cho tiền nó sinh sôi nảy nở. Chúng ta phải giỏi về cái năng lực đó. Và cái thứ ba là chúng ta phải giỏi về bán hàng và marketing. Chúng còn nếu chúng ta không giỏi về này là chúng ta sẽ trở thành gì? Thụ động. Chúng ta chờ khách hàng đến mở một cái quán ra rồi chúng ta ngồi chờ. À, thậm chí có những cái shop cửa hiệu mình vào và họ tuyển nhân viên tới và nhân viên nó cũng không biết làm cái gì đó, nó cứ nó ngồi đó, khách hàng hỏi cái gì thì nó trả lời đó, có không à? Nó không có một cái hành vi gì là gọi là chủ động hết. Thậm chí có những người họ tốn tiền họ đi hỗ trợ các bạn, nó đi tham gia tham quan các cái nhà hàng hỗ trợ chưa? Và các bạn thấy có những nơi nó thụ động không? Nó vô cùng thụ động. Thậm chí cái cả visit mình xin nó còn không có, nó có không? Nó rất là thụ động. À, nó không biết hỏi mình cái gì đó, nó không biết, tức là nó quá thụ động. Họ cứ mở hàng để đó, ai mua thì mua, ai mua thì thôi, tôi mà cứ mua, ok các bạn. Nhanh như vậy thì quá thụ động đi. Ok, qua năm suốt tháng có mấy người khách hàng đó không có gì phát triển mà họ không suy nghĩ gì thêm đó, họ không có cái giải pháp gì đó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nghĩa là chúng ta tung ta vô kinh doanh được. Cái thứ tư là chúng ta phải giỏi về, sau khi chúng ta làm được thì chúng ta phải biết hệ thống hóa nó lại và nhân nó lên. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta phải biết hệ thống hóa nó lại và chúng ta nhân nó lên. À, tại những người ra làm kinh doanh nhưng mà họ bị vướng, họ đã biết làm kinh doanh nhưng mà họ vướng ngay cái chỗ này nè. À, họ không có biết hệ thống hóa nó lại và họ biết nhân lên. Các bạn có biết mấy bài bán tập hóa không? Họ biết bán hàng rồi nhưng mà họ không biết hệ thống hóa nó lại để họ nhân nó lên. Ngày hôm nay mà họ bận đi ăn đám cưới, họ đi ăn giỗ là họ phải đóng cửa hàng, có không ạ? Không có ai thế họ nổi, có không ạ? Thậm chí cái đứa con gái nó cũng không thể nổi, có không ạ? Nó ở trong đó mà nó cũng không có thế nổi. À, thì tự nhiên họ tạo ra một cái hệ thống và cái hệ thống đó nó giữ chân họ lại. Các bạn có hiểu ý của mình không? Có mà. Có họ thì nó mới vận hành được, không có họ nó không vận hành được. Họ mở ra một cái quán phở họ bán, các bạn vô ra đều nè chưa? À, có họ thì cái quán phở đó hoạt động, họ mà đóng cửa đi thì không ai có thể nấu phở được. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Họ tạo ra cái hệ thống nó giữ chân của họ lại luôn. Nó kim chân của họ lại luôn. Các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Họ đang tạo ra một cái nhà tù rất là êm ái cho chính cuộc đời của họ. Ok các bạn. Các bạn đưa ra điều này không ạ? Đó là cái mà cái tư duy người làm chủ nó khác tư duy cũng những cái nhóm cái con người khác, là chúng ta phải gì? Chúng ta phải giỏi về tiền, chúng ta phải giỏi về sales marketing và chúng ta phải giỏi về hệ thống. Hóa, đây là bốn chân bàn rất là quan trọng. Ngay bây giờ các bạn thảo luận với người bên cạnh của mình, các bạn đã sở hữu bốn cái chân bàn này chưa? Và tại sao bạn không sở hữu nó, bạn giấu nó đi đâu vậy? Ok, mời các bạn bắt đầu.